Gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi chuỗi chương trình Talk Show Hussein Talk, và đây là một chuỗi chương trình bên lề của chương trình truyền hình thực tế số 1 về việc làm, cơ hội cho ai Hussein. Và trong cái khuôn khổ chương trình mùa 3 sắp trở lại với khán giả truyền hình, chúng tôi cũng đang thực hiện các hoạt động để mà casting, kêu gọi các ứng viên đăng ký tham dự chương trình cơ hội cho ai mùa 3. Đặc biệt của bản thân, em có đến 3 quả thận. Đầu năm 2020 vừa rồi, em vừa được ghép thận thành công do trước đó là em bị suy thận giai đoạn cuối. Vì vậy là em đến với chương trình với một mục tiêu là em muốn gửi gắm đến tất cả những cái bạn khán giả ngoài kia, những người đang xem truyền hình cũng có hoàn cảnh giống như em, và bằng ý chí, nghị lực của mình sẽ vượt qua được tất cả. Em xin cảm ơn ạ. Trong bao nhiêu năm đi làm đó thì em đã quản lý cái ngân sách marketing trong một năm nào là lớn nhất là bao nhiêu? Cái ngân sách trong một quý mà em từng quản là khoảng 250.000 đô la. Về với thắng lợi thì em sẽ được quản lý gấp 5 lần con số đó. Và em được thỏa sức vùng vẫy. Wow! Wow! Từ đây đến năm 2050 và chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong giấc mơ 1 triệu có. Em xin cảm ơn Sếp Thành và em quyết định là sẽ về với anh ạ. Em tên là Thái Bá Quyết, sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung. Các cụ ngày xưa thường nói rằng con ơi cố lên học để thoát nghèo, và chính vì tư tưởng đó khiến cho bản thân em luôn luôn cố gắng vươn lên và học tập. Khi mà ở Nhật Bản mà trở về Việt Nam á, bạn có xem đó là một cái bước lùi hay không? Đó, em coi đó là một bước tiến của em. Thì em muốn quay về Việt Nam để làm việc cho đất nước mình, cho những doanh nghiệp. Từ cái bước đi đầu tiên của bạn á, là tôi đã theo dõi rồi. Và bạn mang trong mình một cái sức mạnh rất là mạnh mẽ. Yeah! 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 Tôi sống rồi! Và trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi có một cái sự kết nối, gặp mặt lại hai cựu ứng viên rất là nổi bật tại chương trình Cơ hội cho ai mùa 2, đó là Phương Thanh và Bá Quyết. Và hai bạn này cũng đã đầu quân về cho Thắng Lợi Group sau khi một thời gian chương trình mà đã phát sóng xong, thì các bạn cũng có ổn định với cái công ty mới là Thắng Lợi Group. Thì để coi cái có bất cứ thông tin nào cập nhật cho các bạn khán giả hay không ha. Xin chào anh Thành, chào Quyết, và lời chào đầu thì em cũng muốn gửi đến toàn thể các khán giả đang xem video của Alo Media và chương trình Cơ hội cho ai mùa 3 sắp đến. Em tên là Phương Thanh và hiện tại là Thanh đang làm Head of Digital tại tập đoàn Thắng Lợi, và cũng là một trong những cái ứng viên đã có cơ hội vượt qua những cái ứng viên khác và giành được cái cơ hội làm việc tại tập đoàn Thắng Lợi vào tháng 11 năm ngoái. Và hiện tại thì Thanh đến với chương trình ngày hôm nay là Thanh muốn có cái sự chia sẻ về những cái hành trình khi mà mình tham gia vào chương trình Cơ hội cho ai, cũng như là chia sẻ những cái khó khăn, những cái bất lợi và cái bí kíp để mà chinh phục các sếp cho các bạn ứng viên sắp tới. Và đồng thời là Thanh cũng muốn chia sẻ một số những cái kinh nghiệm khi làm việc tại tập đoàn. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào anh Thành, chào tất cả các bạn quý vị khán giả. Thì mình tên là Thái Bá Quyết, mình là ứng viên trong chương trình Cơ hội cho ai mùa 2. Thì thật là may mắn vì trong cái lần đó mình đã có một cái cơ hội rất là tuyệt vời đối với mình trong cuộc đời. Đó cũng là cái bước ngoặt của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì mình đã may mắn được sếp Nguyễn Thành Quyền mời về Thắng Lợi với vị trí là trưởng phòng kinh doanh. Thì tại thời điểm đó thì nếu như các bạn mà có xem lại chương trình thì có thể thấy là Quyết cũng là một người mà thực sự là chưa có được hoàn thiện nhiều như bây giờ. Và đó cũng chính là những thành quả sau khi vào tập đoàn Thắng Lợi. Ở đây đã là một cái môi trường mà đào tạo cho Quyết rất là nhiều những cái kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến trong cái công việc mà làm bất động sản của Quyết hiện tại. Thì qua chương trình này thì Quyết cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng những kinh nghiệm mà khi mà Quyết đi thi, cũng như là cái kinh nghiệm mà sau khi mà mình được về công ty để làm việc. Vâng, rất là hoan hỉ và được trao đổi cùng các bạn ngày hôm nay ạ. Trong cái phần đầu tiên của chúng ta thì mình cũng muốn được khai thác một được biết rõ hơn về cái môi trường làm việc, cái văn hóa của công ty và cái sự thích nghi của các bạn. Tại vì trên truyền hình thì người ta coi thì người ta nghĩ là đây là chương trình về một chương trình thực tế về cơ hội việc làm, thì mọi cái nó thể hiện ở trên sóng truyền hình nó cũng có một cái thời lượng nhất định. Nhưng mà cái mà khán giả họ rất là quan tâm là liệu rằng khi mà các sếp quyết định chọn các bạn
Và khi các bạn đến với công ty và gia nhập vào đội ngũ của các sếp thì các bạn được tạo điều kiện như thế nào, cũng như là những cái cam kết mà trên truyền hình đó thì có được triển khai hay không. Và cái thứ ba là các bạn đã đóng góp và đã làm được gì cho cái công ty mà các bạn đầu quân. Quyết cũng sẽ xin quay lại cái cảm giác của mình cái lúc mà mình thi chương trình xong. Thì tại vì là chương trình mình thi là vào mùa 2 và cũng đã có những cái bạn, những anh chị thí sinh mùa 1 rồi. Và mình cũng đặt một cái câu hỏi cái lúc mà mình quyết định đi casting ấy, là sau khi mà họ về công ty rồi thì như thế nào? Liệu là trên truyền hình là nó cho hoành tráng như thế, nó vừa rồi như thế thì khi về công ty, về cái nơi đơn vị họ công tác thì có tốt không? Và đó cũng là cái cảm giác của Quyết hiện tại bây giờ. Chắc có lẽ là các vị khán giả bây giờ cũng giống như Quyết ngày trước. Thì thật sự mà chia sẻ là Quyết sẽ dùng hai từ vỡ òa các bạn. Hai từ vỡ òa. Quyết nhớ là cái ngày 11 tháng 11 năm 2020 là Quyết và những anh em mà trong Thắng Lợi là ngày đầu tiên tới công ty, và đó cũng là cái ngày mà kỷ niệm 10 năm thành lập của tập đoàn Thắng Lợi. Thì khi mà mọi người đến thì mình vào một cái môi trường mình cảm giác là nó rất là chuyên nghiệp. Mình đến sảnh lễ tân sau rồi được mời ngồi và có thông báo trước đấy, và cảm giác như là tụi mình được đón tiếp rất là trịnh trọng đấy. Thì mọi người cũng đã rất là hào hứng và ngồi chờ đợi. Thì khi mà được gặp sếp Quyền và các anh chị mà bên trưởng phòng ban để trao đổi về công việc, về giới thiệu thì cũng rất là hào hứng và cảm giác được cái sự chuyên nghiệp rõ hơn khi mà nói chuyện với mọi người, rồi được đưa đi dẫn đi xem từng phòng ban đó. Thì là bước đầu là mình đã cảm thấy rất là an tâm rồi, mình cảm thấy là an tâm cái sự xuất hiện của mình với công ty, nó không phải là chỉ là một chút hào nhoáng trên chương trình đâu. Thì đó là cái chia sẻ mà lúc mà mới cái ngày đầu tiên về công ty. Thì còn về cái quá trình làm việc thì chắc là một chút nữa đi, cái sẽ chia sẻ thêm với các bạn những điều bất ngờ hơn. Thì còn cảm giác của Thanh thì sao? Hôm đấy Thanh như thế nào? Lúc đó thì thực ra là cái cảm giác của em là bối rối là nhiều. Tại vì mình đã biết là mình về với các sếp rồi, cái sự hồi hộp và em vỡ òa thì cũng đã thể hiện trên TV rồi, là em có rơi những cái giọt nước mắt đó, là những cái giọt nước mắt mà mình rất là hạnh phúc. Tuy nhiên là cái lúc mà mình nhận được cái offer thì mình cũng có hoang mang lắm. Tại vì trước đó là em rất là thích xem Cơ Hội Trai mùa 1, và em thấy những cái anh chị ứng viên được offer và được làm tại những cái công ty với các sếp rất là hay. Cho nên là mình cũng mong là mình sẽ có cái cơ hội được như vậy. Thì cũng như Quyết nói là tụi em tham gia vào đúng cái dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của công ty. Và cái người đầu tiên em bắt chuyện cũng là Quyết luôn. Thì lúc đó mình mới biết là mình gặp được các bạn ứng viên tương tự như mình. Là khoảng 4 bạn ứng viên là đang làm việc tại Thắng Lợi. Thì lúc đó là tụi em có được làm việc trực tiếp với anh Lê Thanh Dầu. Anh đang là giám đốc quản trị nguồn nhân lực tại tập đoàn Thắng Lợi luôn. Thì anh cũng là những người mà chia sẻ rất là nhiều cho tụi em và hướng dẫn cho tụi em cái quá trình để mà hòa nhập tại công ty. Và nhờ đó là tụi em được dẫn đi tham quan các phòng ban nè, rồi được tìm hiểu về các cái người sếp trực tiếp của mình sau này và cái công việc của mình như thế nào. Thì thực sự là em cảm thấy nó rất là vui và hạnh phúc. Nghĩ là các bạn được chốt deal ngay thẳng trên sân khấu rồi, các bạn có nghĩ là nó sẽ diễn ra một cách rất là theo đúng cái cam kết giữa ban tổ chức và bên các công ty tuyển dụng không ha? Thật ra là cái lúc mà tụi em vừa mới được offer xong á, là tụi em được chương trình là gửi luôn cái giấy để mà ký cái cam kết làm việc liền luôn, là ngay lúc đó luôn. Và tối đó về là những cái anh chị bên Thắng Lợi là có gửi tin nhắn nè, rồi app Zalo liên tục để mà nói cho tụi em là ok, cái ngày mà on board sẽ vào công ty làm là khi nào. Nên là mình cảm giác như là vừa chốt deal rất là nhanh mà lại vừa làm việc rất là nhanh. Có nghĩa là mọi người không cho mình cái cơ hội để mình kịp thở luôn á. Có nghĩa là mình chưa kịp đón nhận hết tất cả mọi thứ, là mình đã kịp là cái cơ hội làm việc nó đã ập tới rồi. Và lúc đó là tụi em chắc là cũng như Quyết đi, là cũng sẽ nhận được cái thư mời nhận việc từ công ty nè, rồi có một cái mức deal lương và offer y như là những gì các bạn thấy trên truyền hình luôn. Và với cái vị trí đó để mà tụi em có thể hòa nhập được với công ty sớm nhất. Còn Quyết muốn nói gì hả Quyết? Thì em cũng tính đi chia sẻ, em cũng thú thật với anh và quý vị khán giả rằng là cái thời điểm mà Quyết mới thi xong ấy, thì khi mà được công chiếu thì rất là nhiều người hỏi rằng là ôi dạo này Quyết làm gì rồi. Những bạn bè thân thiết thì bảo là ôi giờ mày đã vào công ty chưa, hay là chỉ làm màu thế thôi. Đấy, kiểu rất là chân tình như thế. Và chắc mình cứ nghĩ là đây là cái câu hỏi của rất là nhiều người. Thì khi mà Quyết có đăng update lên cái Facebook của mình cái sự nhận việc đến công ty nhận việc á, thì mọi người mới cũng là tin tưởng hơn 100% rằng là mình đã đi từ chương trình và đã thi thật.
thi thật và nhận việc thật. Có người còn hỏi là thế thì liệu là có được sắp đặt trước không, rồi có được biết trước câu hỏi không, tại sao mà thấy là lên chương trình là nhiều bạn là ứng biến nhanh thế, giỏi thế. Thì thực sự cũng chia sẻ luôn là đây Quyết là người thật việc thật đây, và tất cả các bạn cũng thế, là chúng tớ là không được biết trước bất cứ một việc gì hết, thậm chí là đôi khi chúng tớ còn không được biết các tên công ty và các tập đoàn trước luôn. Nên là hoàn toàn ở đây là một cái sự minh bạch và công bằng. Còn về cái cảm giác thì Quyết cũng thấy rất là khá là nhanh, tại vì khi mà thi xong như Thanh nói thì là cũng được ký cam kết, và ngay sau đó thì được nhận thư nhận việc từ bên phòng quản trị nguồn nhân lực của tập đoàn. Rồi bên phía công ty gọi là ban tổ chức chương trình, từ phía công ty Alo Media cũng quan tâm, cũng thăm hỏi xem là bên công ty đã liên hệ chưa. Nếu mà chưa thì để họ tác động như nào đó, nhưng mà bên Thắng Lợi thì rất là nhanh và đã có bộ phận liên hệ, và em rất là yên tâm. Nói vui giống như kiểu là vừa đặt hàng xong thì đã có shipper gọi giao đồ đấy các bạn. Đó là lý do mà Thành để cho các bạn chia sẻ. Thì hy vọng qua cái buổi nói chuyện hôm nay thì có các bạn khán giả cũng như các bạn còn đang ấp ủ mong muốn đăng ký casting có thể hình dung được chương trình Cơ Hội Cho Ai ấy, là nó là một chương trình truyền hình thực tế, và đúng như cái câu nói mà cái tagline của bên chương trình ấy, là phỏng vấn thật, thương lượng thật và việc làm thật. Nói về cái câu chuyện mà nhận deal và nhận việc rồi thì bước vào cái môi trường như là Thắng Lợi Group, thì bây giờ mình nói một chút xíu về cái gọi là khi đã là người của Thắng Lợi Group thì các bạn có được những cái trải nghiệm gì so với cái quá trình mà trước đây, cũng như là cái môi trường đó nó có thuận lợi và có những cái điểm cộng thế nào mà các bạn nghĩ là các bạn lựa chọn Thắng Lợi là một lựa chọn đúng. Thì chia sẻ một chút về cái quá trình mà khi mà Quyết về Thắng Lợi, về công ty nhận việc để làm ấy, thì đầu tiên là Quyết cảm nhận rằng là đây là một cái nơi mà có lẽ là có một cái chút duyên gì nào đó với mình trước. Tại vì cũng chia sẻ riêng với các bạn ở đây là trước khi mà Quyết tham gia chương trình Cơ Hội Cho Ai và được về Thắng Lợi ấy, thì là Quyết đã có cái quá trình là sống và làm việc tại Nhật Bản mấy năm rồi. Đấy, Quyết đã quen với cái môi trường là làm việc chuyên nghiệp, bài bản và làm việc hết sức mình, rất là nhiệt huyết ấy. Thì khi mà bước chân vào Thắng Lợi và được gặp gỡ, giao lưu cùng các sếp, các anh chị, và khi mà Quyết vào làm việc ấy, Quyết được học qua những cái văn hóa và những cái giá trị cốt lõi của công ty, thì thấy rằng là nó có rất là nhiều cái điểm mà giống như những cái doanh nghiệp mà trước đây Quyết đã làm bên Nhật. Có nghĩa là mình cảm thấy là ôi, chỗ này là cái chỗ mà nơi là mình đã chọn đúng rồi, và là cái nơi mà mình cảm thấy là rất là phù hợp. Đấy là cái cảm giác đầu tiên nha. Quyết chưa nói là cái việc mà sau này làm việc như thế nào. Thì đấy là cái bước đầu tiên khi mà Quyết về công ty làm việc. Và sau đó thì càng làm việc thì đặc thù của Quyết là làm về phía kinh doanh. Mà làm kinh doanh thì đâu đó nó sẽ có những cái áp lực rất là nhiều hơn so với những cái bạn mà làm office. Về cái mặt là doanh số, về những cái con số là về tiền đấy. Thì Quyết cứ tập trung làm thôi, tập trung làm với những cái nhiệt huyết của mình, công việc của mình. Và song song với đó thì Quyết cũng có quan sát những cái mà mình được, lúc mà mình mới vào công ty ấy, mình được các sếp là giới thiệu về những cái giá trị cốt lõi, về văn hóa, về tầm nhìn, mục tiêu của công ty. Thì Quyết quan sát là Quyết thấy là công ty đang làm đúng như vậy thật, và Quyết đang được học tập và làm việc đúng như những cái mà Quyết đã được truyền đạt trước đó. Đấy, đó là một cái điều rất là tuyệt vời mà khi mà Quyết tham gia Thắng Lợi, Quyết nhận thấy. Đối với Thanh thì sao? Anh sao Thanh? Giống như Quyết chia sẻ đó anh Thành, là khi mà tụi em vào tập đoàn Thắng Lợi á, thì thực sự là cái môi trường làm việc nó rất là chuyên nghiệp. Nó giống như là những cái gì mà Quyết vừa kể vừa rồi. Và có một cái làm em bất ngờ là lúc mà trên sóng truyền hình á, mình nghe các sếp nói như vậy, mình không nghĩ là đội ngũ của Thắng Lợi là trẻ như vậy. Có rất là nhiều các anh chị, có rất là nhiều bạn 9x cỡ như em và Quyết rất là nhiều. Đa số là các bạn trẻ rồi, và cái môi trường làm việc nó rất là thoải mái. Mọi người sẵn sàng chia sẻ, trao đổi với nhau. Và có một cái là em rất là ấn tượng là cái văn phòng làm việc á, và đặc biệt là một cái chỗ để mà ngồi nghỉ ngơi của các nhân viên á, nó khá là xinh. Nhìn nó rất là giống những cái office, những cái văn phòng mà các bạn hay thấy trên những cái top 7 xếp hạng, là những cái văn phòng làm việc đẹp nhất đó. Là tụi em sẽ có riêng là có cái tủ lạnh nè, rồi có khu nghỉ ngơi nè, có nơi để mà nhân viên ngồi uống trà đàm đạo với nhau nữa. Và cái văn phòng làm việc được trang trí nó rất là nhiều cây xanh. Rồi có một cái nữa là em cũng ấn tượng không kém, đó là khi mà tụi em tham gia thì ngày đầu tiên là tụi em được qua nói chuyện với anh Lê Thanh Dầu, là giám đốc phát triển nguồn nhân lực. Và sau đó là tụi em được trực tiếp chia sẻ với sếp Nguyễn Thanh Quyền luôn. Và ngay ngày hôm sau là tụi em sẽ tham gia vào một cái buổi gọi là đào tạo hội nhập.
là sẽ học về những cái văn hóa người thắng lợi. Và cái buổi đó có cái không khí rất là sôi nổi, tại vì tụi em không chỉ học với là bốn cái bạn ứng viên mà tụi em còn học chung với những cái anh chị nhân viên mới vào trong tập đoàn nữa, nên là mọi thứ nó rất là hào hứng, nên là ngay từ đầu là mình đã cảm thấy cái lửa ở trong mình rồi. Nên là trong quá trình làm việc cũng vậy, nên là mình sẽ duy trì được cái lửa đó, cái năng lực hào hứng đó. Và khi mà giao tiếp với các phòng ban thì em cảm thấy là mọi người thân nhau như một gia đình vậy đó. Có nghĩa là ở thắng lợi không phải là giữa nhân viên và sếp, mà nó giống như là một cái gia đình thứ hai của tụi em vậy á. Mình thấy được là các bạn chia sẻ về công ty nhưng mà có một cái hơi thở, nó cảm giác rất là happy và giống như là chọn được đúng chỗ. Đó là... Nhưng mà nếu như vậy thì chắc chắn là trong quá trình làm cũng 8 tháng rồi đúng nhỉ? Khoảng đó. Khoảng 8 tháng đấy ạ. Thì khoảng đó thì không biết là mọi người đã có được cái những cái thành tựu gì. Cũng tâm sự với các bạn quý vị khán giả thì cái lúc mà Quyết thi chương trình ấy, thì các bạn nếu như mà tại vì sẽ có một số các bạn khán giả sẽ xem lại cái tập của Quyết thì lúc đó Quyết cũng chỉ là tham gia chương trình với những cái gì, những cái trải nghiệm và kinh nghiệm mình có thôi. Đâu đó cái thời gian trước đó 8 tháng thì nó vẫn là một cái gì đó nó hữu hạn, và cái sự trải nghiệm, cái kinh nghiệm và cái kiến thức thì nó cứ tăng dần theo thời gian trong cái quá trình làm việc của mình. Thì sau một thời gian làm việc tại Thắng Lợi ấy, thì Quyết cũng có những cái thành công nhất định, mà đối với bản thân Quyết thôi, nó cũng là nhỏ thôi. Thì dụ như trong bán hàng thì Quyết cũng trong 6 tháng đầu năm cũng đạt cái một cái doanh số cũng gọi là cũng khá là cao trong cái việc về kinh doanh đấy. Thì còn về nhân sự thì Quyết cũng đã xây dựng được một đội ngũ gồm các bạn nhân viên và đi theo mình để làm việc. Ngoài ra thì có một cái chút niềm vui ở cái thăng tiến của công việc, tại vì là khi mà Quyết đã được offer là trưởng phòng kinh doanh á, thì lúc đó là mình cũng đã làm một cái gì đó nó rất là lớn rồi, một cái cơ hội lớn, và mình cũng phải cố gắng để mình làm, mình đạt được cái vị trí đó, và thậm chí là mình cố gắng mình làm hơn. Thì trong quá trình làm việc thì sau đó thì tháng 6 vừa rồi thì Quyết cũng được xếp quyền, và những cái xếp khác đánh giá nhìn nhận trong quá trình làm việc thì Quyết cũng đã được lên là giám đốc sàn của hệ thống công ty thành viên, gọi là mình thăng cấp hơn một chút. Đấy, thì đó cũng là một cái thành công nhỏ của Quyết thôi, nhưng mà cái thành công lớn nhất của Quyết chắc là để chia sẻ với các vị khán giả đó là cái sự trưởng thành của bản thân mình các bạn. Vậy là Quyết bản thân Quyết thấy mình trưởng thành rất là nhiều trong cái cuộc sống, trong công việc, và cảm thấy mình cái sự tự tin rất là mạnh mẽ, không như là trước đây nữa. Thì đó cũng nghĩ là cái thành công lớn nhất mà muốn chia sẻ với các bạn. Còn Phương Thanh thì sao Phương Thanh? Em thì không phải là làm kinh doanh nên là sẽ không có những cái con số ấn tượng như Quyết đâu, nhưng mà em cũng có một chút xíu thành tựu, có nghĩa là khi mà mình tham gia vào tập đoàn Thắng Lợi thì em cũng có chia sẻ với công ty về những cái kinh nghiệm trước đây của mình cũng như là những cái thế mạnh của mình. Thì vừa vào tham gia là tháng đầu tiên là em đã được có dịp thử sức làm MC rồi, là em được làm MC cho 2-3 chương trình liên tục. Đầu tiên là về MC về cái Leader Talk, là cái tọa đàm lãnh đạo của công ty, xong rồi tiếp tục làm MC cho các cái dự án của The Sun City tại các cái buổi đào tạo training chuyên sâu. Và trong lúc đó là mọi người cũng có xem cái tập của em thì cũng biết là em được offer làm vị trí là giám đốc marketing vào dự án bất động sản. Lúc đó nó cũng giống như một cái thử thách cho mình vậy á. Và khi mà mình đảm nhiệm cái dự án The Sun City thì vừa qua là cái dự án The Sun City cũng đã gây được cái tiếng vang lớn trên thị trường, và cái chiến dịch digital của tụi em, cái chiến dịch marketing của tụi em đã rất là thành công, và dự án cũng đạt được rất là nhiều thành tựu cũng như là giải thưởng. Thì thông qua đó là em đã được chính thức bổ nhiệm thành trưởng phòng digital và lập nên cái phòng digital marketing đầu tiên tại tập đoàn. Và hiện tại là em cũng đang trong quá trình là đang công tác và hỗ trợ công ty về mặt đào tạo. Tại vì em cũng là người ít chia sẻ những cái thành công, thành tựu của mình trên Facebook lắm, cho nên là nhiều khi các bạn theo dõi thì sẽ không có biết. Nhưng mà là vừa qua là em cũng có tham gia những cái khóa đào tạo và là trainer cho công ty để mà chia sẻ về những cái kỹ năng mềm này, rồi kỹ năng chuyên môn của mình. Thì đó cũng là một trong những cái mà em ghi nhận là cái thành công riêng của mình khi công tác tại Thắng Lợi rồi. Có lẽ là Quyết đã là một trong những ứng viên mà gọi là được vào cái vé vớt, làm cái vé vớt. Và được rất là may mắn vì cái anh đấy anh đã cho mình một tấm vé. Em đã hét lên một cái tiếng bộc ra, đó là tôi sống rồi. Thì có lẽ là kỷ niệm mà đáng nhớ nhất, tại vì là ngay lúc đó là em không nghĩ là em đã thốt lên câu nói đó, và sau này khi mà em xem lại chương trình thì em xem lại em và em cứ cười thôi. Em có khóc ở trên chương trình, nhưng mà thật ra là lúc đó là em có rất là nhiều cái cảm xúc nó khó tả.
Tại vì khi mà xếp thông từ PNG là có offer cho em cái vị trí á, mà nó chỉ chệch nhau có khoảng vài chục ngàn, vài trăm ngàn thôi, mà em đã vụt mất một cái cơ hội như vậy, thì thật sự lúc đó em rất là tiếc. Bây giờ nếu mà nhìn lại thì cái kỷ niệm và cái khoảnh khắc mà đáng nhớ nhất của hai bạn trong cái thời gian mà tham gia cơ hội cho ai thì là kỷ niệm gì, có thể chia sẻ không? Quyết thì có hai cái kỷ niệm đáng nhớ nhất mà bây giờ ngay khi mà anh Thành hỏi ra thì Quyết nhớ lại ngay. Đấy là cái kỷ niệm đầu tiên là cái buổi casting mà để Quyết có thể gọi là lọt qua cái vòng đó và bước vào cái vòng thi gọi là thi chung kết trên truyền hình ấy. Thì có lẽ là Quyết đã là một trong những ứng viên mà gọi là được vào cái vé vớt, đấy, là một cái vé vớt và được rất là may mắn vì anh đã cho mình một tấm vé, vì anh đấy cũng thấy được cái sự quyết tâm của mình, cái sự nhiệt thành của mình, thì anh ấy cho mình một tấm vé và anh ấy nói rằng là cái này là anh 50% là anh vì anh cảm thấy em là một cái con người mà nó rất là nhiệt huyết và chân thành, 50% còn lại thì là ở cái điều em chia sẻ về cái chuyên môn và kinh nghiệm, nên em hãy cố gắng thể hiện làm sao mà để cho cái quyết định của anh ngày hôm nay không phải là một quyết định sai lầm. Anh ấy nói thế với mình và đấy là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đấy thì một cái kỷ niệm thứ hai là cái kỷ niệm mà như lúc nãy anh Thành có nhắc, đó là cái kỷ niệm mà em đã hét lên một cái tiếng bộc ra, đó là tôi sống rồi. Thì có lẽ là kỷ niệm mà đáng nhớ nhất, tại vì là ngay lúc đó là em không nghĩ là em đã thốt lên câu nói đó, và sau này khi mà em xem lại chương trình thì em xem lại em và em cứ cười thôi. Từ nước ngoài về Việt Nam thì là đâu đó sẽ có cái khoảng thời gian để làm quen và gặp những khó khăn nhất định vào cái việc là hòa nhập vào cái cộng đồng và cũng như là hòa nhập vào cái công việc. Thì em cũng không ngoại lệ và cũng rất là khó khăn, và em cảm giác như là lúc đó là mình cũng có một chút gì đó bế tắc trong cuộc sống nữa, trong công việc nữa, tại vì là đại dịch Covid mà, cái thời điểm đó là Covid cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Đấy. Thì khi mà em nhận được cái offer và cái mức lương ấy thì em vỡ òa luôn. Và em nghĩ rằng là đúng là tôi sống rồi. Và em cũng có một vài cái khoảnh khắc rất là ấn tượng mà em muốn chia sẻ. Đó là không biết mọi người có nhớ không, là em có khóc ở trên chương trình. Nhưng mà thật ra là lúc đó là em có rất là nhiều cái cảm xúc nó khó tả. Tại vì khi mà xếp thông từ PNG là có offer cho em cái vị trí á, mà nó chỉ chệch nhau có khoảng vài chục ngàn, vài trăm ngàn thôi, mà em đã vụt mất một cái cơ hội như vậy, thì thật sự lúc đó em rất là tiếc. Nên là khi đó mà sếp Thành cũng là người an ủi em rất là nhiều, và lúc mà sếp Thành đưa cho em cái cơ hội, em không nghĩ là mình sẽ có cái cơ hội lần thứ hai đâu. Nên là khi sếp đưa cho em cái cơ hội đó và nó nằm trong cái mức lương kỳ vọng của em nữa, thì thực sự em rất là mừng. Và trong cái quá trình trao đổi thì em cũng thấy sếp Thành là một người rất là quan tâm đến nhân viên. Sếp là một người cũng rất là cảm xúc, mà em cũng vậy nữa, em rất là người rất là dễ bộc lộ cảm xúc. Và khi mà em khóc trên chương trình thì sếp cũng có lấy khăn giấy rồi có ôm em và có an ủi cho em. Thì thực sự lúc đó sếp có nói một câu là nhà Phương Thanh ở đâu, có xa không em? Thì em có nói là nhà em lúc đó ở quận 8. Thì sếp cũng có nói một câu là em yên tâm, công ty mình gần lắm, ở bên quận 6 và kế bên, có gì mà em không đi làm được thì các anh sẽ hỗ trợ, cái đó em yên tâm. Và sếp cũng có nói một câu mà em thấy rất nhiều bạn ứng viên họ có ấn tượng, đó là anh và các sếp trên đây sẽ che chở cho em. Và lúc mà sau hậu trường thì sếp Luna cũng có lại ôm em, ôm chầm em rất là nhiều, và sếp nói là em là một cô gái rất là mạnh mẽ, và yên tâm là các sếp trên đây và kể cả sếp Thành hay là sếp Luna, sếp Thông thì tất cả mọi người đều sẽ che chở cho em và sẽ luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho tụi em và cho những cái ứng viên tương lai sau này. Thì đó là một trong những cái mà em cảm thấy rất là ấn tượng và khó quên của chương trình. Bọn mình coi thì mình coi show thôi, nhưng mà cái suy nghĩ ở trong cái lúc mà bạn ở trên sân khấu nó như thế nào và có những cái tâm lý như thế nào để mà chia sẻ cho các bạn khán giả và đặc biệt là các bạn ứng viên trong mùa 3 để họ có được những cái gọi là cái kinh nghiệm để họ có thể tạo ra được những cái làm sao đó để mà thể hiện được bản thân mình tốt nhất và thật nhất để thuyết phục được các sếp. Thì em cũng muốn chia sẻ với các bạn ứng viên tương lai của chương trình, đó là chúng ta hãy cố gắng thể hiện bản thân mình thật là nhiều, và đặc biệt là những cái gì mà thật nhất, những cái gì mà riêng nhất, cái chất riêng nhất của các bạn thì các bạn nên thể hiện ra cho các sếp thấy trong cái phần giới thiệu bản thân, để mà các sếp có thể biết được là bạn Quyết là cái bạn mà đã từng đi du học ở Nhật nè, là bạn này là có những cái quá trình vươn lên khó khăn trong cuộc sống, có nghĩa là họ có một cái keyword, một cái từ khóa để mà các sếp ghi nhớ về bản thân mình, cũng như là cái mà mình chia sẻ những cái khó khăn của mình để mà các sếp có một cái nhìn nhận khác về bản thân mình và trong cái quá trình làm việc, để mà có cái đánh giá gọi là nó khách quan hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của em, không biết là Quyết cảm thấy như thế nào. Quyết cũng rất là đồng ý
rất là đồng ý cái cách chia sẻ của Thanh. Tại vì là tất nhiên là khi mà chúng ta đăng ký tham gia casting nhá, thì chúng ta phải có những cái kiến thức và chuyên môn nhất định. Nhưng mà theo bản thân Quyết nghĩ thì nó không phải là tất cả để mà các sếp chọn mình đâu. Mình phải có những cái riêng, những cái mà ấn tượng mà có thể là người khác không có. Thì đối với Quyết, khi mà Quyết tham gia thi ấy, thì chắc là bản thân mình chỉ có sự chân thành và nhiệt huyết thôi. Chứ còn nếu mà nói về chuyên môn, về kinh nghiệm thì chẳng bao nhiêu là đủ cả. Và trên những cái phút ngắn ngủi trên chương trình thì mình cũng không thể hiện được hết những cái chuyên môn của mình, những cái mà mình có. Nên là cái sự chân thành và nhiệt huyết, một cái sự cầu thị trong một cái công việc, một cái cơ hội mới. Và điều đó khiến cho một số sếp ở trên chương trình là đã cảm nhận được, và đặc biệt là sếp Quyền. Cơ hội để mà tụi em tham gia vào chương trình Cơ hội cho ai thực sự là một cái cơ hội mà em nghĩ là không dễ kiếm được. Thật sự là không dễ kiếm được. Tại vì mình, thứ nhất là mình được xuất hiện trên TV trước cả triệu người dân Việt Nam. Có nghĩa là mình có một cái kênh để mình tiếp cận các cái nhà tuyển dụng tương lai rồi. Nghĩa là họ nhắc đến Quyết là họ sẽ biết Quyết là ai. Kể cả là mình có được cái cơ hội để làm việc với các sếp hay không. Đó là cái thứ nhất mà em thấy. Còn cái thứ hai á, là cái cực kỳ quan trọng, đó là giống như Quyết nói á, là khi mà tụi em đi tìm việc ở bên ngoài á, chưa chắc tụi em có cái cơ hội để tụi em được tiếp xúc với những cái lãnh đạo cấp cao. Thật sự là vậy. Và khi mà tụi em được lên chương trình, tụi em tiếp xúc với những cái sếp lãnh đạo rất là cấp cao như là anh Tiến nè, chị Lu Nga nè, và các sếp như là sếp Thành nè, thì thực sự đó là cái cơ hội quý báu để tụi em có thể trải nghiệm được, và tụi em có thể trao đổi trực tiếp về cái cơ hội làm việc và cái cơ hội trong nghề nghiệp tương lai với các sếp. Và đó cũng là một cái để mà các bạn có thể tận dụng cái cơ hội này. Tại vì khi mà tham gia chương trình á, so với cái bên ngoài á, là tụi em thực sự lúc đó tụi em rất là lo lắng. Tại vì Quyết thì cũng vừa mới quay trở về Việt Nam, em thì cũng vừa mới phẫu thuật ghép thận xong, nên thực sự là tụi em sẽ cần có rất là nhiều thời gian. Thông thường là tụi em kiếm việc là chắc là sẽ khoảng tầm 3 tới 6 tháng mới tìm được một cái công việc mà có thể gọi là nó phù hợp. Còn lần này là mình lên chương trình và thực sự là cái cơ hội mà mình tiếp xúc với các sếp nó rất là nhiều. Thông qua là cái chương trình mọi người có thể xem là nó chỉ có 30 phút, 45 phút. Nhưng thực sự là cái thời gian tụi em trải qua và tụi em được tiếp xúc trao đổi với các sếp là rất là nhiều. Thì để mà chúng ta có thể chinh phục được các sếp đến từ Thắng Lợi, thì ở Thắng Lợi em xin chia sẻ một chút xíu là nó có 5 cái giá trị văn hóa rất là quan trọng để mà mình có thể nắm được. Đó là thứ nhất là chính trực nè, thứ hai là đoàn kết nè, thứ ba là kỷ luật nè, thứ tư là khát vọng, và cuối cùng là khác biệt. Có nghĩa là các bạn ứng viên chỉ cần thể hiện được mình là một người có cái sự khác biệt trong cái suy nghĩ, trong cái tính cách. Có nghĩa là bạn luôn luôn có nhiều giải pháp cho cùng một vấn đề, phải là một cái người rất là sáng tạo, đồng thời là cũng phải có tính kỷ luật cao như là Quyết nè. Có nghĩa là một người luôn có nguyên tắc, làm việc chuyên nghiệp và thể hiện được bản thân mình. Tại vì ví dụ như là khi mà các bạn tham gia chương trình thì em thấy là các bạn ứng viên rất là quan tâm cái việc là những cái câu hỏi mà các sếp sẽ đặt ra. Thì em thấy là đa số các sếp á, là những cái lãnh đạo cấp cao, họ sẽ đặt những cái câu hỏi quan trọng về suy nghĩ và cái tư duy của ứng viên. Đó là cái mà em thấy. Ví dụ như là các sếp sẽ quan tâm xem là cái bạn này nó có phù hợp với cái môi trường văn hóa của công ty mình hay không. Khi mà mình đặt cái bạn này vào trong cái môi trường tổ chức đó thì các bạn có thể làm việc, có thể hòa nhập trong tổ chức đội nhóm thì có tốt hay không. Thì đó là một cái mà chúng ta cần quan tâm. Có nghĩa là chúng ta nên xem xét xem là cái giá trị của Thắng Lợi, của con người Thắng Lợi nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Và trong cái môi trường đó thì mình sẽ thích ứng như thế nào và mình sẽ thể hiện bản thân ra sao để mà cho khán giả và cho cả các sếp thấy được cái sự khác biệt của mình, và cũng như là cái khát vọng chinh phục cái nghề nghiệp tương lai của mình như thế nào. Thì đó là một trong những cái bí quyết mà em muốn chia sẻ. Quyết cũng bổ sung một cái ý của cái bà Thanh vừa chia sẻ. Ở đây là muốn chia sẻ với các bạn là khi các bạn đi thi, các bạn đi tham gia chương trình nhé, thì các bạn hãy thể hiện đúng cái bản thân của mình, đúng những cái tố chất, những cái phẩm chất của mình, và để các sếp nhìn được. Tại vì khi các sếp nhìn được thì các sếp mới sắp đúng được cái vị trí phù hợp với các bạn được. Để tránh những trường hợp là khi mà các bạn lên, một số bạn lên á, thì mặc dù các bạn có những chuyên môn và kinh nghiệm rất là giỏi đấy, rất là dày dặn, nhưng mà các bạn lên chương trình các bạn lại cố gồng mình và cố gồng mình thành một cái con người khác, cố làm mọi thứ nó hoàn hảo lên. Và như thế thì là đôi khi sẽ có sự nhầm lẫn trong cái đặt vị trí công việc ở đây. Và thực tế cho thấy rằng là cũng có một số người khi mà về công ty thì sẽ không gắn bó được lâu, bởi vì là cảm thấy công việc mà được giao, được đặt vị trí không phù hợp. Thì đây là cái điều thực tế mà để nói với các bạn là các bạn hãy thể hiện chính cái bản thân của mình ha, thực tâm nhất để có những cái lựa chọn phù hợp nhất. Vâng, một gọi là hai thông tin rất là có giá trị và có rất là nhiều cái sự hấp dẫn cho các bạn ứng viên tiềm năng
nếu mà tham gia cậu trai mùa 3 thì nếu mà đứng trước mặt các sếp của thắng lợi thì nói chung là có thêm một cái động lực nào đó để mà có thể là quyết định. Thì bây giờ thì có thể là các bạn có thể cho mình một số cái mà gọi là một số gọi là những gì mà chương trình cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn, và thứ hai là cái một số cái lời mà các bạn chia sẻ thật nhất mà với tư cách là người đã trải nghiệm để mà gửi đến các bạn ứng viên từ khắp nơi đang còn do dự hoặc đang còn gọi là tự ti không dám tham gia chương trình, để mà các bạn có một cái động lực để mà quyết định đăng ký casting. Thông qua cái chương trình này thì Thanh cũng có cái cơ hội có thể gọi là đổi đời rất là nhiều, vì vừa cái vấn đề sức khỏe và vấn đề học vấn mà Thanh đã có một cái cơ hội làm việc tại Thắng Lợi, nó là một cái điều mà Thanh không nghĩ tới bao giờ, chưa bao giờ nghĩ tới luôn. Thì Thanh hy vọng là các bạn ứng viên tương lai sẽ có một cái can đảm để mà apply cho chương trình. Tại vì thực sự chương trình cơ hội cho ai là một cái chương trình sẽ mang đến cho các bạn cái cơ hội phỏng vấn thật để mà thể hiện bản thân và có cái cơ hội làm việc thật tại các cái tập đoàn lớn. Và đây là một trong những cái chương trình mà không phải ở đâu chúng ta có thể tìm được. Cho nên là hy vọng là các bạn nắm bắt lấy cái cơ hội này và tham gia chương trình. Tại vì sắp tới là Thắng Lợi cũng sẽ có rất là nhiều những cái dự án mới, và hy vọng là Thanh sẽ có được thêm nhiều những cái bạn đồng nghiệp đồng hành trong công ty, và mong là các bạn sẽ vượt qua những cái trở ngại của mình, những cái khó khăn của mình, kể cả chúng ta là ai, xuất thân như thế nào và học vấn ra sao, thì chúng ta cũng sẽ có những quyết tâm để mà tham gia trong chương trình, để mà thể hiện hết bản thân mình, chứng minh cho các sếp thấy, để mà tạo ra được một cái cơ hội làm việc trong tương lai. Và hy vọng là các bạn sẽ tham gia chương trình và sẽ chọn Thắng Lợi là nơi làm việc tương lai để mà chúng ta có thể đồng hành và gắn bó cùng nhau. Không biết là Quyết có chia sẻ gì cho các bạn ứng viên tương lai không nhờ? Đối với Quyết thì Quyết cũng xin tóm tắt lại cái chia sẻ của Quyết. Khi mà Quyết đã tham gia cái chương trình rồi và đã trải nghiệm rồi thì Quyết thấy rằng là chương trình cơ hội cho ai là một chương trình truyền hình thực tế, người thật việc thật, là một chương trình rất là nhân văn và có giá trị rất là thiết thực trong cuộc sống và trong cái công việc của cái giới trẻ hiện nay cũng như là cái thị trường lao động. Chương trình cơ hội cho ai là một cái bức tranh mà để thấy cho những người lao động thấy rằng là hiện tại cái nhu cầu tuyển dụng của các công ty và tập đoàn nó như thế nào, để từ đó người lao động cũng có thể soi xét vào bản thân mình xem rằng là mình đã có đủ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hay chưa, để có thể là bắt đầu tự tin vào những cái công việc mà mình đang muốn làm hay chưa. Và sẽ có hai hướng, một là khi mà các bạn đã thấy đủ tự tin thì các bạn hãy đăng ký tham gia chương trình, tại vì đây là một cái chương trình mà giúp các bạn có những cái cơ hội rất là tuyệt vời để được gặp trực tiếp và trao đổi với tất cả các sếp lớn, các tập đoàn lớn của Việt Nam, cũng như là có cái cơ hội được làm. Ngoài ra thì nếu như các bạn mà cảm thấy là mình chưa tự tin và cảm thấy cái năng lực của mình chưa tới thì các bạn cũng phải trau dồi thật là nhiều hơn nữa, tại vì có thể là nếu không tham gia chương trình cơ hội cho ai mùa 3 thì các bạn có thể là theo dõi và các bạn có thể là apply vào những cái công ty tập đoàn khác với những cái thời điểm khác. Thì Quyết cũng xin chúc rằng là những cái bạn mà sắp tới tham gia chương trình cơ hội cho ai mùa 3 sẽ thể hiện được hết mình, và như Quyết nhấn mạnh là các bạn hãy thật tâm và hãy nhiệt huyết để các sếp thấy được cái con người thật của các bạn cũng như là cái năng lực thật của các bạn để trao cho bạn những cái cơ hội nó phù hợp nhất trong cái công việc tương lai. Xin hết. Thật sự rất là cảm ơn Phương Thanh và Bá Quyết đã dành cái thời gian để tham gia cái buổi talk chia sẻ. Và Thành nghĩ thì hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ có rất nhiều buổi talk để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như cái trải nghiệm. Nó không chỉ là cái trải nghiệm trong cái chuyện tham gia cậu cho ai, mà là cái trải nghiệm với cái môi trường làm việc của các bạn tại các tập đoàn. Thì Thành nghĩ cũng là có những cái thông tin và những cái giá trị trong cái chuyện là kinh nghiệm gửi tới các bạn. Thứ nhất là các bạn trẻ, các bạn đang là sinh viên, cũng như là các bạn đang loay hoay tìm kiếm một cái công việc, một cái sự nghiệp để mà phát triển bản thân của mình. Thì với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn là Bá Tiếp và Phương Thanh, thì Thành hy vọng các bạn khán giả và các bạn ứng viên tiềm năng, nếu mà theo dõi từ đầu đến cuối thì có thể có được thêm những cái dữ liệu, những cái kinh nghiệm và những cái gọi là thêm một cái phần năng lượng và động lực để mình có thể mình quyết định mình tham gia cơ hội cho ai mùa 3, cũng như là có thêm nhiều cái gọi là vũ khí để mà khi mình xuất hiện trước các sếp mình sẽ thể hiện một cách rất là hoàn hảo hơn. Và như vậy thì buổi chia sẻ của chúng ta hôm nay tới thời điểm này là kết thúc, và gửi lời cảm ơn tới các bạn khán giả đã theo dõi tới giây phút này, và cũng như là cảm ơn Phương Thanh và Bá Quyết với những chia sẻ rất là thật tình và thẳng thắn của các bạn. Và xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin chào quý vị khán giả. Cơ hội cho ai? Hoon Chance mùa thứ 3 đã quay trở lại. Chào mừng các bạn đến với Cơ hội cho ai? Hoon Chance, chương trình truyền hình thực tế về việc làm số 1 Việt Nam. Nối tiếp sự thành công rực rỡ của mùa 2, mùa 3 tiếp tục mở ra nhiều cơ hội việc làm cực đỉnh. Về với thắng lợi thì em sẽ được tặng nhà. Trưởng nhóm kinh doanh quốc tế đưa cái sản phẩm của Việt Nam ra thế giới. Tôi đề nghị vị trí giám sát bán hàng với mức lương 30 triệu đồng. Em sẽ nằm trong nhóm của những bạn trẻ đi tiếp câu chuyện của BNG vươn ra quốc tế. Tôi sẽ tặng các bạn 10.000 cổ phiếu, nó tương đương với là 100 triệu mệnh giá. Trao cho em một cái cơ hội để em có thể trở thành CEO tức thì. Bạn muốn khẳng định bản thân, bạn đang tìm kiếm cơ hội bứt phá. Em sẽ không nói không với sếp. Hãy đến với Cơ hội cho ai? Whose Chance? Tăng trưởng trên 30%. 50 triệu đồng, 68 triệu. Chương trình đầu tiên và duy nhất trên truyền hình mang lại việc làm và công khai mức lương cho người lao động. Giải trí hơn. Ai đấy? Hấp dẫn hơn. Tính hơn. Cửa xe cộ có phải là đam mê của anh hay không? Nếu như lương thấp anh cũng không thành. Nếu như vậy thì mình quá sống với đồng tiền. Ơi sống rồi. Phục vấn thực. Thương hiệu thực. Việc làm thực. Đăng ký tham gia ngay Cơ hội cho ai? Who Chance tại website cohoichoai.com, hotline 093 316 6969 để tìm việc, tìm người, tìm cơ hội đổi đời.